Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phú Quý Tài Lộc trực thuộc công ty Phong Thủy Phùng Gia. Quý vị thân mến, mọi thông tin hữu ích mà chương trình cung cấp đều nhận được sự tư vấn và trợ duyên bởi thầy Master Phùng Phương, thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong Thủy Thế Giới. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất về tử vi và các kiến thức phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Cấm trồng cây này trước cửa nhà, kẻo gia chủ nghèo bền vững, tiền bạc đội nón ra đi. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay, việc trồng cây trước cửa nhà luôn là mối quan tâm sâu sắc của rất nhiều gia chủ, đặc biệt là đối với những người có niềm đam mê cây cảnh. Một cây xanh phù hợp được trồng trước cửa nhà không chỉ mang lại nguồn năng lượng tốt lành, điều hòa không khí mà còn nâng cao phong thủy trong toàn bộ ngôi nhà của bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm bắt được các bí quyết lựa chọn cây trồng trước cửa nhà sao cho chính xác. Thậm chí, có nhiều người còn chọn phải loài cây đại kỵ như cây dâu tằm, khiến gia đạo bất an, hao tài tán lộc, sức khỏe giảm sút. Vậy thực hư về ý nghĩa của cây dâu tằm này ra sao mà lại ảnh hưởng xấu tới gia đạo như vậy? Hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Bên cạnh đó, để được nghe chính đội ngũ chuyên gia của chúng tôi chia sẻ các thông tin hữu ích về việc trồng cây trong nhà ở, các bạn hãy truy cập kênh Master Phùng Phương để tìm hiểu thêm. Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Cấm trồng cây này trước cửa nhà, kẻo gia chủ nghèo bền vững, tiền bạc đội nón ra đi. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ý nghĩa của cây dâu tằm trong phong thủy và lý do gia chủ không được trồng cây dâu tằm trước cửa nhà. Trong phong thủy, cây dâu tằm là loại cây được xếp vào loại có âm khí nặng, không nên trồng trước nhà. Việc xếp loài cây này vào nhóm cây mang lại điểm xấu có rất nhiều lý do. Thứ nhất, tên của cây dâu tằm trong tiếng Hán đọc là tang, khiến nhiều người liên tưởng đến sự tang tóc và chết chóc. Với ý nghĩa như vậy nên hầu hết các nhà phong thủy học đều đánh giá loài cây này là loại cây mang lại những điều không may. Lý do thứ hai liên quan đến một số điển cố ở Trung Quốc. Các điển cố này đều chỉ ra rằng cây dâu tằm là loài cây không tốt lành. Sách Hán Thư có viết về một tích ở nước Vệ có bãi dâu ven sông Bộc. Trai gái gần đó thường tới tụ tập hát những câu không đứng đắn. Vì vậy, cây dâu được gắn liền với những nơi không tốt, là loài cây không nên trồng trong nhà. Sự tích này cũng được đại thi hào Nguyễn Du từng nhắc đến trong truyện Kiều. Ra tuồng trên bộc trong dâu, thì con người ấy ai cầu làm chi? Sách Sư Thần Ký ở Trung Quốc cũng có ghi lại một chuyện liên quan đến cây dâu tằm. Có một người tên là Bảo Viên, nhà nghèo khổ, hơn nữa lại bị bệnh tật quanh năm. Khi đó, người này mời thầy bói về để xem một què. Sau khi gieo què, thầy bói phán ngôi nhà của Bảo Viên phong thủy có vấn đề. Phía đông bắc có cây dâu lớn, phải chặt cây dâu này đi mới khỏi được bệnh. Chính vì câu chuyện này nên cây dâu tằm lại gắn với một điểm không may. Ngoài các sách cổ Trung Quốc thì quan niệm của người Việt từ xưa cũng công nhận cây dâu tằm là loài cây không may. Có thể nói rằng từ xưa cây dâu tằm được các nhà phong thủy Trung Quốc và cả các nhà phong thủy Việt Nam đều coi là loài cây không may mắn và kiêng kỵ trồng phía trước nhà. Tuy nhiên, theo nhiều sự tích thì cây dâu tằm là loài cây có âm khí nặng nên thường được các pháp sư, thầy cúng sử dụng để trừ tà. Do đó, cây dâu tằm tuy mang ý nghĩa không tốt nhưng vẫn được sử dụng làm cây phong thủy trong một số trường hợp đặc biệt.
Vấn đề thứ hai được nhiều người quan tâm là nên trồng cây dâu tằm ở đâu để không phạm vào đại kỵ. Với quan niệm là loài cây có âm khí nặng nên cây dâu tằm kiêng kỵ trồng trước nhà và trong nhà. Theo phong thủy, các cây có dáng ủ rũ, lá nhỏ, nhọn và có ý nghĩa không may sẽ được quy vào các cây có âm khí. Vậy nên các loại cây này mà trồng trước nhà hay trong nhà sẽ khiến ngôi nhà luôn lạnh lẽo. Người sống trong nhà thường không được khỏe mạnh, dễ mắc bệnh tật quanh năm. Vậy nên không ai trồng cây dâu tằm trước và trong nhà cả. Tuy cây dâu tằm không trồng trước và trong nhà, nhưng loại cây này lại có thể trồng sau nhà sẽ không bị phạm vào phong thủy. Tùy vào từng thế đất khác nhau, có những lúc thầy phong thủy còn khuyên gia chủ nên trồng cây dâu tằm sau nhà sẽ giúp gia chủ có phong thủy tốt hơn. Bên cạnh cây dâu tằm thì theo quan niệm xưa, một số loại cây cảnh nếu được lựa chọn trồng trước nhà sẽ mang tới điều không may mắn cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình, khiến hao tài tốn của, sức khỏe suy giảm như sau. Thứ nhất là cây liễu. Theo ông bà truyền lại, cây liễu có phát âm gần với từ lưu, nghĩa là đổ, chảy đi. Chính vì vậy, nó mang nghĩa tán ra bại sản. Hơn nữa, cây liễu từ xưa luôn được lấy ra để so sánh với những người con gái có số phận nổi trôi, nên nó mang nghĩa hoàn toàn không may mắn. Trong phong thủy, cây liễu lại là cây thuộc về phần âm. Chính vì vậy, nó sẽ thu hút âm khí vào ngôi nhà. Hơn nữa, đây là cây không sinh hạt nên biểu tượng cho việc không may mắn trong đường con cái. Nên từ xưa, người ta đã kỵ việc trồng cây này trước nhà. Nhưng không phải vậy mà không ai trồng loại cây này. Họ thường trồng ở công viên, ở quanh hồ để tạo bóng mát. Thứ hai, cây đa không nên trồng trước nhà. Cây đa rất quen thuộc với người dân Việt Nam. Cây đa phát triển tốt, bóng cây đa to và rộng tạo bóng râm mát, nhất là với thời tiết oi ả. Chúng ta thường thấy cây đa trồng nhiều ở sân đình, chùa chiền hay những nơi linh thiêng, chứ không thấy trồng ở trước cửa nhà. Nhiều người quan niệm rằng cây đa là loại cây không dung nạp con người. Với hình dáng cây đa to, thô và xù xì sẽ khiến cho địa hình đất đai lồi lõm và làm mất cân bằng cho ngôi nhà của bạn. Hơn nữa, cây đa là nơi trú ngụ của âm khí, không tốt cho gia đình của bạn. Vì vậy, cây đa là một trong các loài cây không nên trồng trước nhà. Nếu bạn định trồng thì hãy bỏ ý định này nhé. Hãy lựa chọn cây khác có ý nghĩa phong thủy tốt hơn. Thứ ba, cấm trồng cây dương xỉ trước cửa. Cây dương xỉ có màu xanh, tán lá đẹp, lại dễ trồng, dễ sống, nên nhiều người rất thích loại cây này. Nhưng trong dân gian, từ xưa đến nay, cây dương xỉ thường dẫn dụ những thế lực hắc ám, không mang lại may mắn cho gia đình. Hơn nữa, cây dương xỉ thường mọc ở nơi ẩm ướt. Chính vì vậy, bạn nên chú ý dọn dẹp, cũng như không nên trồng loại cây này để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Quý vị thân mến, mặc dù có những loại cây xanh mang nguồn năng lượng xấu mà chúng ta cần tránh không trồng trước cửa nhà, thế nhưng theo chia sẻ của các chuyên gia phong thủy học, việc lựa chọn đúng loại cây xanh tại khu vực này sẽ thúc đẩy vận may cho ngôi nhà của bạn, mời gọi thần tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, vạn sự hanh thông, thuận lợi như ý muốn. Chắc hẳn bạn cũng đang vô cùng nóng lòng muốn tìm hiểu về những loại cây thần kỳ mang may mắn về với gia đình mình đúng không nào? Hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đứng ở vị trí đầu tiên là cây vạn niên thanh. Bạn cũng biết đấy, hình dáng thân cây vạn niên thanh uốn lượn mềm lại. Trồng vạn niên thanh trước nhà, bám vào cổng, tường thành sẽ tạo nét đẹp bình yên, nhẹ nhàng cho những người sống trong nhà. Đối với sức khỏe, cây vạn niên thanh có khả năng thanh nhiệt, giải độc, trị suy nhược cơ thể. Cây còn khả năng như một máy lọc khí, có khả năng hấp thụ một số loại khí độc có trong tự nhiên. Trong phong thủy, vạn niên thanh mang lại sung túc cho gia chủ như lời cầu chúc hòa hợp trong hôn nhân và lời chúc sống thọ, sống lâu đối với người lớn tuổi trong nhà. Đứng thứ hai là cây tùng. Trồng cây tùng trước nhà sẽ giúp thanh lọc không khí, mang lại một luồng khí trong lành tươi mát vào nhà, mang lại sức khỏe cho cả gia đình. Cây tùng có sức sống tốt, có khả năng chịu hạn, chịu được mưa gió, nên được ví như hình tượng của đấng nam nhi mạnh mẽ kiên cường. Cây tùng cũng có tác dụng trừ tà, mang lại bình yên. Thứ ba là cây tre trúc cành. Các loại tre trúc có dáng thanh mảnh, cao ráo, làm cây phong thủy trước nhà rất phù hợp. Hai loại cây này mang nét mềm mại, dù gặp mưa gió, điều kiện khắc nghiệt vẫn đứng vững hiên ngang. Tre là biểu tượng của sức sống, sự trường thọ, đoàn kết bền vững. Bởi tre sống theo khóm, sinh trưởng tốt dù sống ở nơi đất cằn sỏi đá. Trúc còn mang ý nghĩa rất tốt đẹp, là hình ảnh của trời đất rộng dài, trường xuân vĩnh cửu. Nên trong phong thủy, trước nhà trồng một khóm tre trúc sẽ đem lại may mắn, tốt lành, xua đi những rủi ro, vận xui cho gia chủ. Đứng thứ tư là cây hoa hòe. Cây hoa hòe là cây phong thủy trước nhà, có nhiều công dụng đặc biệt như lá và hạt cây làm thuốc, làm thực phẩm, làm trà. Hoa dùng để nhuộm màu, hạt dùng làm thuốc sáng mắt, bổ não, kéo dài tuổi thọ, kích mọc tóc. Là loài thực vật có lợi cho sức khỏe, giúp kéo dài tuổi xuân. Về giá trị phong thủy, người xưa có câu: một cây hòe trước nhà không chiêu báu cũng chiêu tiền bạc. Vì thế, nếu trồng cây hoa hòe trước nhà sẽ mang lại tiền tài, công danh, sự nghiệp cho gia chủ. Quý vị thân mến, không thể phủ nhận rằng việc trồng cây xanh trước cửa nhà sẽ mang lại vô vàn lợi ích đối với sức khỏe con người. Thế nhưng điều quan trọng mà bạn cần ghi nhớ chính là chọn đúng loài cây phù hợp để giữ cho gia đạo an yên, hạnh phúc sum vầy. Hãy tránh xa những loài cây đại kỵ không nên trồng trước cửa nhà để tránh tai ương xui xẻo ập tới nhé. Cùng với đó, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào dành cho chương trình thì hãy để lại câu hỏi kèm theo số điện thoại ở dưới phần bình luận. Đội chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ và giải đáp, tư vấn cho quý bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.